Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài khả năng xảy ra của một sự kiện ở trong quyển vở bài tập toán 3 bộ sách kết nối. Bài tập số 1, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong lớp của Mai có một chiếc nón kỳ diệu như hình vẽ dưới đây. Các em quan sát chiếc nón này. Thì ở đây là khi mà cái chiếc nón quay thì có một cái kim này, đúng không? Và trên cái chiếc nón này có hai màu là màu xanh và màu trắng. Như vậy Mai quay chiếc nón đó một lần và quan sát màu sắc của miền mà mũi tên chỉ vào, khẳng định nào sau đây là đúng. Như vậy khi mà chúng ta xoay, ở trên chiếc nón này có hai màu trắng và xanh, thì cái mũi tên này nó có thể rơi vào màu trắng, có thể dừng lại ở là cái ô màu trắng, cũng có thể là sẽ dừng lại ở ô màu xanh. Như vậy các em sẽ xem thử chúng ta chọn đáp án nào đây. Mũi tên có thể chỉ vào miền màu xanh hoặc miền màu trắng. Như vậy các bạn sẽ chọn đáp án đúng, chính là đáp án C. Như vậy đáp án đúng của bài 1 là đáp án C. Các em khoanh vào đáp án C cho cô. Cô chuyển sang bài số 2. Viết tiếp vào chỗ chấm. Vào chỗ chấm cho thích hợp ở đây. Trong một hộp có hai cái bút màu. Hai cái bút màu xanh và một cái bút màu đen. Việt nhắm mắt và lấy hai cái bút ra khỏi hộp một lúc. Vậy các khả năng có thể xảy ra khi Việt lấy bút ra khỏi hộp là chúng ta có mấy khả năng? Như vậy ở trong hộp này có mấy bút em? Ở trong cái hộp này có tất cả là 3 cái bút. Có tất cả là 3 cái bút, trong đó có hai cái bút màu xanh và có một cái bút màu đen. Nếu chúng ta lấy hai bút thì nó sẽ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất là bạn Việt này có thể sẽ lấy được hai bút đều là màu xanh. Hoặc bạn Việt có thể lấy được một bút màu xanh và một bút màu đen. Như vậy chúng ta có hai khả năng. Vậy các khả năng có thể xảy ra khi Việt lấy bút ra khỏi hộp đó là Việt có thể lấy được hai bút màu xanh. Khả năng thứ nhất là Việt có thể lấy được hai bút đều là màu xanh. Khả năng thứ hai là Việt có thể lấy được một bút màu xanh, một bút màu đen. Việt có thể lấy được một bút màu xanh và một bút màu đen. Như vậy có hai khả năng xảy ra như thế. Tiếp tục cô chuyển tiếp sang bài tập số 3. Những ai mà chưa xong thì các em có thể dừng lại một chút để các em tiếp tục làm cho xong. Cô có bài tập số 3 như sau. Bài tập số 3. Các em sẽ điền đúng D hoặc là nếu mà sai thì điền chữ S vào các cái ô trống ở đây. Nam đã nướng 4 chiếc bánh quy để và có cái bề ngoài giống hệt nhau, tức là 4 cái bánh quy này có bề ngoài giống y nhau. Nhưng phần nhân bánh thì khác nhau. 2 chiếc bánh là mứt dâu, 1 chiếc bánh mứt cam và 1 chiếc bánh nho. Nam đang chọn 1 chiếc bánh trong số bánh đó để ăn. Như vậy, ở đây chúng ta có tất cả là 4 chiếc bánh. 4 chiếc bánh này giống hệt nhau. Đúng chưa?
Có hai chiếc bánh là bên trong nhân là bằng mứt dâu, một chiếc bánh là mứt cam và một chiếc bánh mứt nho. Như vậy chắc chắn Nam sẽ chọn được một bánh mứt dâu là đúng hay sai? Cái này là sai. Bởi vì nếu như mà mình chọn một chiếc bánh thì có thể là sẽ chọn vào chiếc bánh mứt cam, cũng có thể là chọn vào chiếc bánh nhân mứt nho, và cũng có thể là chọn vào chiếc bánh nhân mứt dâu. Như vậy có thể là chọn vào các cái nhân khác nhau, chứ không phải là chắc chắn sẽ chọn được là mứt dâu, đúng không nào? Như vậy cái này là sai. Tiếp theo, Nam chọn được mứt nho. Như vậy cái này là có thể thôi. Như vậy cái này là đúng, đúng không nào? Vì mứt nho có này, bánh mứt nho có trong này đấy, có mứt nho, như vậy là sẽ có thể là sẽ chọn được. Nam không thể chọn được mứt cam là đúng hay sai? Cái này là sai, bởi vì trong này có bánh nhân mứt cam, như vậy là vẫn có thể chọn được, đúng không? Còn người ta lại bảo là không thể chọn được là sai rồi. Tiếp theo, Nam có thể chọn được, có thể Nam sẽ chọn được là bánh mứt táo. Các em quan sát, trong này có mứt táo không? Có nhân mứt táo không? Không, đúng không nào? Không có nhân mứt táo. Như vậy là chắc chắn sẽ không chọn được mứt táo, chứ không phải là có thể, đây là phải không thể. Đấy, chắc chắn không thể chọn được mứt táo, chứ không phải là có thể như thế này. Người ta viết có thể là sai rồi, vì ở trong bánh có mứt táo đâu mà có thể chọn được, phải không nào? Sang câu tiếp theo là câu số 4. Những bạn nào chưa xong câu số 3, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm xong câu số 3. Có câu số 4 như sau. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Robot có hai xúc xắc gồm 6 mặt. Này, có những mặt này, mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm và 6 chấm. Bạn ấy đã gieo hai xúc xắc đó. Quan sát mặt trên và tính tổng số chấm nhận được. Hỏi, trong số những sự kiện dưới đây, sự kiện nào không thể xảy ra? Khi mà robot gieo hai cái xúc xắc, đúng không? Robot nhận được tổng bằng 12. Tổng bằng 12 này, đây người ta hỏi là không thể xảy ra nhé. Không thể. Tổng bằng 12 thì có thể là cả hai cái mặt, cả hai mặt của xúc xắc thứ nhất và xúc xắc thứ hai đều là 6 chấm, thì 6 cộng 6 bằng 12, có thể chứ không phải là không thể, đúng không? Robot nhận được tổng bằng 5. Tổng bằng 5 thì có thể là một xúc xắc là có mặt 2, một xúc xắc mặt 3, được đúng không nào? Đấy, vẫn có thể xảy ra. Tổng bằng 4 thì có thể là gì? Có thể là cả hai cái xúc xắc đều gieo được mấy đấy? Đều gieo vào mặt 4 thì sẽ được là tổng bằng 8. Hoặc là một cái gieo được mặt mấy đấy? Một cái gieo được một mặt 5 này, một cái gieo mặt 3 này thì tổng bằng 8. Hoặc là một xúc xắc gieo được mặt 6, một xúc xắc gieo được mặt 2 thì cũng có tổng bằng 8. Cái này vẫn có thể xảy ra. Robot nhận được tổng bằng 1. Khi mà gieo xúc xắc thì mỗi mặt của nó phải có ít nhất là một chấm. Ít nhất là một chấm. Như vậy hai cái xúc xắc thì ít nhất phải là bằng 2 chấm, chứ không thể nhận được tổng bằng 1 được. Tổng bằng 1 thế là một cái bằng 1, một cái bằng 0 à? Đúng không? Một mặt bằng 1, một cái mặt bằng 0. Như vậy cái mặt bằng 0 có mặt nào bằng 0 đâu, đúng không nào? Như vậy thì cái đáp án không thể ở đây chính là đáp án D. Trên đây là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được bài 75, bài 74 ở trong quyển vừa bài tập toán lớp 3 bộ sách kết nối. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh thì các bạn nhớ là nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.